Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Hôm qua, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã cho quân đội của Hoa Kỳ điều 20 máy bay F-35 dội bom tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Biển Đông để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo thông tin thì chúng tôi mới nhận được thì tình hình ngoài Biển Đông đang hết sức gây cấn khi mà hôm qua vào lúc 16 giờ, quân đội của Mỹ đã cho một dàn máy bay F-35 cùng tàu chiến áp sát con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc để vây bắt. Tuy nhiên, khi phát hiện ra máy bay F-35 và tàu chiến của Mỹ tiến ra ngoài Biển Đông, Hải quân Trung Quốc đã cho một dàn tàu hậu vệ gồm có tàu cảnh sát biển, tàu do thám, tàu dân phòng mang theo rất nhiều vũ khí và tên lửa bảo vệ con tàu sân bay của phía Trung Quốc. Trước tình hình cam go đó, quân đội Hoa Kỳ đã cho máy bay F-35 liên tiếp dội 30 quả bom cùng tàu chiến phóng một loạt các tên lửa tầm trung lên con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Và cuộc khiêu kích trên đã làm cho phần đuôi của con tàu Sơn Đông phía Trung Quốc bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do phía Trung Quốc gây hấn trước khi mà hải quân của phía Bắc Kinh đã đem một đội tàu chiến bảo vệ con tàu sân bay Sơn Đông ra Biển Đông để chặn một con tàu tuần duyên của Mỹ. Và trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đang điên tiết vì con virus Tập Cận Bình đang càn quét Hoa Kỳ thì lại gặp cảnh trớ trêu ở ngoài Biển Đông. Trong bối cảnh một lúc hai cơn tức giận dồn dập ập đến, Washington đã không thể nào mà kìm lòng đứng nhìn phía Trung Quốc lộng hành. Do vậy mà hôm qua quân đội của Mỹ đã cho tiến hành bắn cháy con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình, đồng thời muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính phủ của Bắc Kinh rằng Trung Quốc hãy ngừng ngay những hành động gây hấn trong bối cảnh mà cả thế giới đang gồng mình lên chống chọi với cả dịch bệnh COVID-19. Các nhà quan sát cho biết Trung Quốc đã quá sai lầm khi mà đem tàu sân bay Sơn Đông đi gây gổ với cả hải quân của Mỹ. Trong bối cảnh mà cả thế giới đang phải gồng mình tập trung cao độ để dập tắt dịch bệnh, thì chính quyền của ông Tập lại đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ và gây gổ đánh nhau với các nước trong khu vực. Chính điều đó đã làm cho chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nổi khùng. Thưa quý vị, mới đây thì Trung Quốc chuẩn bị tập trận 4 ngày ở Biển Đông. Cục Hải sự Trung Quốc vừa thông báo cho thấy quân đội nước này đã tiến hành 2 cuộc tập trận ở Biển Đông từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2. Cụ thể, trên website của cục này nêu rõ cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra tại Vịnh Bắc Bộ trong ngày 17 tháng 2. Như vậy, khu vực tập trận được xác định nằm ở vùng biển thuộc phía Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Trên trang này cũng thông báo cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Biển Đông từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2. Kết quả đối chiếu các tọa độ giới hạn khu vực tập trận được nêu trong thông báo lên Google Maps cho thấy khu vực đó nằm gần bờ biển phía đông nam đảo Hải Nam. Trong bối cảnh chiến hạm của nhiều nước đang đổ về Biển Đông, cả Mỹ và đồng minh lẫn Trung Quốc đều tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực. Trước đó, Tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 5 tháng 2 đưa tin Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn ở Biển Đông từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 2. Nội dung tập trận chưa được công bố chi tiết, nhưng theo báo cáo này thì không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo chống hạm, như từng phóng thử 2 tên lửa đạn đạo diệt hạm Đông Phong 21 và Đông Phong 26 hồi tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, theo truyền thông của Mỹ cho biết, đứng trước bối cảnh trên, chính quyền Tổng thống Mỹ đã không quên đưa ra những trừng phạt mạnh tay cho phía Trung Quốc. Một trong những đòn trừng phạt đó là vào ngày hôm qua, chính quyền Tổng thống ông Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội của nước này điều 20 máy bay F-35 liên tục cho dội bom con tàu sân bay Sơn Đông của phía Bắc Kinh để răn đe dằn mặt chính quyền. Ông Tập Cận Bình vì tội để cho con virus Trung Quốc lây lan ra khắp thế giới, làm khổ không biết bao nhiêu nước và thiệt hại đến thời điểm bấy giờ là không thể tính toán được. Tờ báo Washington Post cho biết Tổng thống Biden đang mất ăn mất ngủ. Ông luôn than thở vì Mỹ đã mất hàng tỷ đô la khi bị trúng đòn virus Trung Quốc. Một trong những bài phát biểu mới đây tại Nhà Trắng, ông Biden cho rằng Trung Quốc phải trả một cái giá thật đắt vì đã để con virus Vũ Hán gây ra tình cảnh này. Bắc Kinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho một số nước. Đó là lý do vì sao mà hôm qua chúng tôi cho máy bay F-35 dội 30 quả bom làm vỡ tan một phần đuôi con tàu sân bay của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và việc ngày hôm qua chỉ là để cảnh báo bước đầu. Được biết, Hoa Kỳ đang lên một kế hoạch lớn để mạnh tay trừng trị Trung Quốc trong một vài ngày tới. Theo các nhà quan sát cho biết, có rất nhiều ý kiến đồng lòng với cả chính sách của Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, khi cho rằng phải dạy cho Trung Quốc một bài học vì đã để lọt con virus Tập Cận Bình, làm hại đến không biết bao nhiêu nước trên thế giới và Bắc Kinh phải bị trả giá vì nó đã gieo rắc đau thương cho nhân loại.
Thưa quý vị, được biết, ngay sau khi con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc bị trúng những quả bom siêu hạng từ đội quân máy bay F-35 của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại diện là ông Cảnh Sảng, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ khi nói rằng hành động trên của Mỹ là không thể nào chấp nhận được. Mỹ sẽ phải nhận một kết cục đau thương. Ông Cảnh Sảng còn tuyên bố Trung Quốc sẽ điều quân đội của nước này bắn hạ máy bay F-35 của Hoa Kỳ nếu như Mỹ tỏ ra manh động trên Biển Đông trong thời gian sắp tới. Còn tờ báo Bưu điện Hoa Nam trích dẫn lời ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nói rằng Trung Quốc hiện tại có thừa khả năng để đánh bại Mỹ trên bất kỳ một phương diện nào bởi vì Mỹ đang điêu đứng vì COVID-19. Ông Hòa còn nói tiếp lẽ ra Trung Quốc sẽ ra tay giúp đỡ Mỹ để khống chế dịch bệnh, nhưng với việc hôm qua máy bay F-35 của quân đội Hoa Kỳ dội bom phá nát một phần đuôi con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc ngoài Biển Đông thì Bắc Kinh sẽ không bao giờ hợp tác với Washington. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Tổng thống Joe Biden đã đứng ngồi không yên trong những ngày vừa qua vì dịch COVID-19 đang hoành hành tại Mỹ. Ông tức giận đến nỗi mà không gọi tên theo tên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra, mà cái tên ông gọi đó chính là virus Tập Cận Bình, virus Trung Quốc hay là virus Vũ Hán. Ông lý giải cách gọi của ông là hoàn toàn đúng. Khi nó xuất phát từ Trung Quốc ra đến đây thì ông cũng không bận tâm đến việc tranh cãi việc gọi tên nữa, mà việc bây giờ ông cho rằng Mỹ cần tập trung cao độ để dập tắt sự lây lan của virus Trung Quốc và Washington sẽ liên tục ra tay trừng trị Trung Quốc ở tất cả các mặt trận, đặc biệt là vấn đề Biển Đông, bởi vì Trung Quốc vẫn tỏ ra rất hung hăng và Mỹ cho rằng Bắc Kinh chính là mối đe dọa cho toàn nhân loại. Theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng của Mỹ đang cho điều gốc 3 con tàu sân bay USS mang theo tên lửa dẫn đường và 6 máy bay B-52 cùng 10.000 lính thủy đã di chuyển từ một căn cứ thuộc hạm đội Thái Bình Dương trên đảo Guam để tiến ra Biển Đông trừng trị phía Trung Quốc. Nguồn tin còn cho biết thêm lần này Mỹ sẽ san phẳng 7 hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông, gần với quần đảo Hoàng Sa. Hoa Kỳ cũng sẽ phá hủy tất cả các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh đang cho đồn trú tại một số quần đảo mà chính quyền ông Tập Cận Bình đi cướp được. Tại một số nước ở trong khu vực Đông Nam Á, Mỹ sẽ tiếp tục cho máy bay ném bom và bắn phá nát một sân bay cỡ lớn mà Trung Quốc đang cho xây dựng ở trong một khu rừng tại đất của Campuchia. Tiếp đó, Washington cũng sẽ cấp cho chính quyền bà Thái Anh Văn của Đài Loan 10 máy bay F-35 cùng rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất của quân đội Hoa Kỳ để Đài Loan có thể đánh bại Trung Quốc ở khu vực biên giới Trung Đài. Vấn đề cốt lõi đó chính là Mỹ sẽ cho vây bắt toàn bộ tàu thuyền manh động của Bắc Kinh đang hoạt động trái phép trên Biển Đông để bảo vệ các nước trong khu vực. Và theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới nhận định, nếu như lần này mà Mỹ ra tay mạnh mẽ thì Bắc Kinh sẽ bị cô lập, Trung Quốc sẽ bị tẩy chay và chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị san phẳng và chỉ có như vậy thì thế giới mới được sống trong yên bình. Thưa quý vị, có một cái tin mà chúng tôi mới nhận được, đó là Trung Quốc tập trận nhằm chiếm thế thượng phong ở Đài Loan. Ngày 17 tháng 2, Trung Quốc triển khai tập trận ngay gần đảo Đài Loan. Các tàu và máy bay chiến đấu của nước này tiến hành tập trận ở phía Tây Nam và Đông Nam của hòn đảo tự trị mà quân đội Trung Quốc nói là để đáp trả sự can thiệp bên ngoài và các hành động khiêu khích. Đài Loan, Trung Quốc nhiều lần lên tiếng về việc Trung Quốc đại lục liên tiếp tập trận và gia tăng hoạt động quân sự trên vùng biển ngay gần hòn đảo trong 2 năm qua như một phần của chiến dịch gây sức ép nhằm buộc hòn đảo phải chấp thuận quan điểm của Bắc Kinh. Trong thông báo ngắn, Bộ Chỉ huy Quân khu Miền Đông thuộc quân đội Trung Quốc nói rằng các tàu chiến, máy bay sân ngầm và tiêm kích đã được điều đến gần Đài Loan để tiến hành diễn tập tấn công phối hợp và các bài tập khác sử dụng lực lượng thực tế. Thông cáo không cho biết chi tiết. Một quan chức cấp cao nắm được kế hoạch của Đài Loan, Trung Quốc nói với Reuters rằng không quân Trung Quốc đã triển khai bài tập giành thế thượng phong trên không bằng đội tiêm kích J-16. Ngoài việc chiếm thế thượng phong trên không ở khu vực Đài Loan, họ còn thường xuyên tiến hành các hoạt động can thiệp điện tử và trinh sát điện tử, vị quan chức cho biết. Đài Loan, Trung Quốc tin rằng đại lục đang cố thu thập tín hiệu điện tử từ các máy bay Mỹ và Nhật Bản để họ có thể làm tê liệt các máy bay của đối thủ, trong đó có các máy bay F-35 nếu chiến tranh xảy ra, nguồn tin nói. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, Trung Quốc cho biết 11 máy bay Trung Quốc vừa đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, trong đó có 2 máy bay có thể ném bom hạt nhân H-6K và 6 tiêm kích J-16 và Đài Bắc đã điều máy bay ra xua các máy bay đại lục. Thông cáo của Trung Quốc không nói về địa điểm chính xác diễn ra đợt tập trận. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan Trung Quốc nói rằng nhóm máy bay của đại lục hoạt động ở khu vực giữa đảo chính của Đài Loan với quần đảo Đông Sa và khu vực phía trên của Biển Đông. Một số máy bay còn đi qua eo biển Ba Si ở phía nam Đài Loan, cửa ngõ tiến ra Thái Bình Dương. Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ và Đài Loan liên tục thông đồng để khiêu khích và gửi tín hiệu sai.
gây tổn hại nghiêm trọng cho chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Chưa rõ nguyên nhân trực tiếp khiến Trung Quốc tiến hành đợt tập trận lần này là gì, nhưng có vẻ là việc Mỹ đầu tháng này chấp nhận thương vụ bán hệ thống pháo trị giá 750 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.